Cái này bị bệnh nè, bị bệnh đúng không? Lá nó cứng lại đúng không? Ở này thấy có lý rồi, này thấy phát triển ngon rồi, ngon rồi hang. Đó thì ngày hôm nay đi vô cái vườn sầu riêng mới trồng nữa bà con ơi, mới cái này nhiêu tháng nó trồng nhiêu tháng vậy em? Này trồng 2 tháng rồi đây. À, 2 tháng ha, cây dạ. Phát triển tốt không? Dạ tốt, ngon. Ngon ha, dạ. Có bị bệnh không? Thì cũng có, mới đầu cũng có lai gai chứ giờ thấy đỡ. Cái hiện tượng nó bệnh sao đem kể rồi. Dạ. Tự nhiên cái nó đang tốt xanh cái tự nhiên cái nó sụ xuống. À, nó sụ lá xuống nó rụng luôn không? Lá đúng rồi, không? Nó rụng hết à. À. Bữa nay là xử lý rồi là ok lại ha. Dạ. Ừ. Tự nhiên đang tốt xanh vậy cái tự nhiên qua vàng lá này cái nó rụ không còn cái đọt non gì không rồi. Thì bữa nay là ok rồi, bữa nay thì cái vàng lá nó cứng lại rồi. À, như cây này bị bệnh nè. Cây này bị bệnh nè. Bị bệnh đúng không? Lá nó cứng lại đúng không? Ở này thấy có lý rồi. Này thấy phát triển ngon rồi. Ngon rồi hang. À. Đó thì kia trực tiếp hỗ trợ vườn đúng không con? Đó, nhưng mà những cái cây mà nó đang bị bệnh như thế gì đó là mình sẽ là gì? Mình sẽ không có nói cái quá trình chăm sóc của nhà vườn ha, nhưng mà mình phải tìm được các nguyên nhân lý do làm sao nó bị bệnh vậy. À, vô khi mình vô mình đổ thừa không là không được, mình đó. là phải tìm ra những nguyên nhân mà để khắc phục cho nhà vườn thôi. Đó đó, không bệnh thấy cũng gậu quá trời luôn rồi. Tiện Nokia vô coi nè. Dạ. Nè, cái mô này là bữa nay là ok nè, tất nhiên là nó là sao ta, mình mô tả là sao, nó như là cái hình chóp vậy đúng không? Đúng rồi. Nó có như chóp như cái non lá vậy nè, khi mà đó. mưa là nước sẽ tuôn xuống á, mà hơn nữa là gì, hơn nữa là mình tưới cái bét này nè, ở hai cái bét mà hai bên này mà nước mà tưới tầm khoảng nửa tiếng hơn á là nước nó dữ lắm nước luôn á, thì cho nên là nó sẽ động lại ngay trên cái cổ rễ này, thường là nó bị thúi rễ rất là nhiều á, hơn nữa là gì là nấm bệnh nó cũng phát triển này nè đó, thì cho nên là mình làm một cái mô như này nè đó, cái dốc rồi con thấy nè đó, cái dốc nó y gan như một cái hình chóp vậy thôi đó, thì từ đó thì cái cây này nó phải là gì, nó khắc phục lại, thấy gõ luôn là khắc phục gõ luôn nè. Chứ hôm bữa là cây những lá non nó ra nó mềm xèo nó rủ không. Rồi tiếp tục. Đó. Đó cây này thì ok. Cây này thì nó phát cơ đọt rồi nè. Cơ đọt nó phát, bắt đầu nó phát rồi. Đó. Ít ra cái lá nó phải xanh như thế này nè chú. Thấy không? Lá nó xanh như này nè. Mấy đúng là cái bản chất của cái giống sầu riêng Thái. Chứ còn mà nó hơi mẫn là nó sẽ bị những cái để gọi là gì á, cái yếu tố nào đó nó ảnh hưởng tới cái hệ rễ cây. Đó. Dạ. Mấy cây mà nó đi vậy với im nè. Mấy ngon ha. Mấy cái này nó không bệnh nè. À, chú nè. Bệnh nó đẹp. Khi mà lớn tuổi chứ đi ra thăm vườn mà thấy cây mà hơi bệnh thì vô cũng muốn bệnh với cây luôn á. Bệnh thiệt luôn á. Muốn bệnh với cây luôn, nhưng mà cái cây nó tốt thì mình vô mình cũng vui vẻ anh chú ơi. Nói chung là sầu riêng thì cực kỳ là khó trồng. Đó, nhưng mà là mình chăm sóc tốt. Đó. Là mới ok. Đó. Cây này hôm bữa tính nhổ bỏ nè bà con nè, nhưng mà kia tiếc ra để lại nè. Đó, cái này qua bên này là ok nè. Cái này là nặng nhất ở trong bầy luôn này, nhưng mà bữa nay là ok rồi nha. Cái lá nó cứng, cơ đọt bắt đầu nó gà nè. Đó, là tất nhiên là gì, những cái hệ rễ cây nó phát triển trở lại rồi, nó hết bệnh rồi. Hôm bữa thì nó nhiều yếu tố rồi bà con. Đó, cái rễ nó không phát triển. Hơn nữa thì nước nó động ngay cụ rễ nè. Đó, thì cho nên là kia sẽ đưa cho ảnh sửa lại cái mô. Đó thì bà con thấy cái mô ha, y gan như cái hình chóp vậy thôi. Đó. Nó sẽ nước sẽ tuôn xuống hết. Nhờ nó cái A kia sửa này nè mà thấy nó đỡ bệnh nè. À vậy chứ, chứ hổm nó cao vậy cái nó chảy vô cái mô này không à, chảy như vô dòng chảo vậy à? Ờ, như dòng chảo rồi chảy ở đây, hôm nay thấy làm mô này thấy có lý nè. Thấy nó hậu viên này thấy đỡ rồi, nó phát rồi mà dạ. Hơn nữa thì cái vườn này thì ra cũng nhận thấy ra thì nó cũng có một cái vài cái yếu tố mà chúng ta cần khắc phục đó. Cái thứ nhất là gì, cái thứ nhất là cái hệ rễ nó kém phát triển, bà con thì bà con thấy những cái đất như này nè đó, cái nền đất nè bà con, khi mà là trời nắng ha, trời nắng thì nó xốp ra, mà trời mưa thì bắt đầu nó gì, nó dẻ như này nè, nó thấy chưa, dẻ như này. Nhưng mà cái này là có đã xử lý vôi rồi nè bà con nè, nó trắng nè, cái này là mình gãy vôi, mới gãy vôi nha. Đó, nó để khắc phục lại, để cho đất mà cho nó đen như này nè, cho nó đen như này thì á
là bà con sẽ đưa những cái thành phần là gì, thành phần là axit humic vô ha, thì bà con tưới giùm cho kia. Thì axit humic nó có một cái tác dụng là gì, là nó sẽ giúp cho cái keo đất, cái keo đất này bà con, cái này nó bị gời ra nè, nó bị bung ra nè, khi mà con bóp nó bung ra, nó không có kết chặt lại, nó bung ra chân à. Khi mà mưa nhiều hoặc là người ta tưới nước ẩm vô á, bắt đầu là gì, nó gời gạt hết chân luôn, thì cái tầng keo đất của mình nó không còn cái sự mẹ là kết chặt nữa, nó gời gạt hết đó. Thì bà con sẽ đưa cái axit humic vô cho gà ha, chúng ta tạo nên một cái nền mùn hữu cơ đó. Thì ba cái tầng keo đất như này nè, nó có là cái điều kiện mà để nó kết chặt lại, để cho là đất chúng ta được tơi xốp hơn. Mà đất nó tơi xốp hơn thì nó sẽ đen hơn như này nè, đất nó đen như này nè, nó đen như này thì là gì, là cái hệ rễ cây chúng ta nó phát triển mới tốt. Mà hệ rễ nó phát triển tốt rồi đó, thì nó sẽ ít bệnh hại nè, ít bị thua rễ nè, do con nấm Fusarium nó gây ra. Hơn nữa là về cái quá trình mà hút dinh dưỡng ha, để nuôi thân nuôi lá nuôi cành nè, thì nó diễn ra được thuận lợi hơn. Thì cây chúng ta nó không có gì để gọi là nó phát triển, bà con đó. Bà con lưu ý cho kia ha, trồng sầu riêng thì bà con phải kỹ giùm cho kia những cái vấn đề đó. Dạ, thấy phát lại đó, này hay có lý rồi đó. Đây này không tưới ngừa hết luôn á, tưới nấm với tưới cài cục kẽm xuống mít là tưới hết luôn không? Đúng rồi, tưới ngừa hết luôn. Hổm kia tưới mấy cây bệnh đó, tưới mấy cây bệnh luôn. Bữa nay thấy sợ cái tưới ngừa luôn, thôi mình ngừa đi, cho nó ngừa trước còn hơn ngừa bệnh hơn trị bệnh đi, cho nó nhẹ chi phí chứ cái gì. Rồi, ok. Thôi đó. Bây giờ mình đi hết clip này ha. Hết clip này mình trồng quanh kia luôn. Đi hết này đi hết vườn luôn mà con ơi. Mấy cái này là ok rồi. Cái này trồng được nhiêu gốc vậy em? Mẹ em trồng được 90 gốc anh ơi. Dạ. 90 gốc. Nó xanh mình không bị cháy đấy hay chú ha. Này thấy có lý rồi. Đây những cái chớp lá trái như này là bà con nè, nó cũng ảnh hưởng tới một cái vấn đề là cái hệ rễ cây nữa nè. Hơn nữa thì về cái dinh dưỡng nữa nè, mình sẽ đồng bộ vô nè. Thiếu nước nhất là thiếu nước. Thứ hai là cái dưỡng chất, cái dưỡng chất mà nó thiếu dưỡng chất nữa, cho nên là cái lá cây nó không được bóng mướt, không được xanh. Thì khắc phục từ từ thôi, tại vì cái này mới trồng mới có tháng à, tháng hơn tháng thôi. Đó. Cái này cũng trồng xen với cái mít nè. Mít thì ăn chắc ăn vụ này nữa thì cũng lên cũng, đường. Lên đường. Lên đường mấy cái mít luôn. Cái này hôm gà có gãy phân gì chị em? Có gãy phân con cá đó. Cho con cá ha, gãy phân hữu cơ con cá đó, con cá rồi. Giờ phun trên lá, không phải lá mình phun những loại nào? Những trên lá mình mà phun amnocumbi bung đọt với thằng magie kẽm, với thằng bo canxi magie kẽm. Mấy thứ đó có thuốc gầy xanh không? Có chứ, gầy của thằng 068 hay gì đó, sạch bộ chỉ đúng không? Đúng rồi, sạch bộ chỉ 068 gì đó, sạch bộ chỉ 007 đúng rồi, 007 á. Của con quả của lửa đó, gói nó 100 gram, đúng rồi, 100 gram xịt 5 bình á. Đúng rồi, 100 gram phun 5 bình, tức như là 100 lít nước đó. Thì bà con phun ha, phun là bà con thấy là cái gầy xanh không đó, hầu như là nó không gây hại luôn. Cái cơ đoạn nó gai dị lộ ok rồi, thì kia khắc phục từ từ bà con, những cái lá này nó bị cháy như này nè ha, thì những cái cơ đoạn sau thì kia khắc phục từ từ lại, đưa những cái hệ rễ để cho nó mạnh lên ha, thành phần dinh dưỡng để cung cấp vào thêm nữa đó. Thì những cái cơ đọt cơ lá sau thì nó sẽ không bị cháy gì đâu bà con ha. Con yên tâm. Dạ, hơn nữa thì bà con lưu ý cho kia ha, tưới nước là phải đủ ẩm, đủ ẩm để cho nó thấm vào cái hệ rễ cây. Tưới ha, ướt về ngon nè, như dính tay về ngon nè, cứ thọt vô mà nó không dính tay là thua, là thua. Đúng rồi, đất mà không có nước rễ sao nó phát triển. Đúng rồi. Vậy. Là gì? 10 phút, 15 phút. Dạ. Đó. Đó thì để kia nhắc lại ha. Thì cái quá trình mà là để khắc phục lại cái vườn này bà con. Hôm bữa có vài cây mà nó hơi bị rủ lá. Đó thì ca sẽ cho tưới cái nấm bệnh humic và cái ca cu kẽm. Đó cộng lại chúng ta tưới ha. Đó.
thì tưới xong rồi thì bắt đầu là Kia sẽ bón phân con cải vàng đó. Thì cái gốc này, cái gốc này hôm bữa bón nhiêu em? Cây nấm á, cây nấm ha, nấm bự á, nấm bự khoảng 300-400 gram không, chắc cỡ đó đó. Nấm bự chắc cỡ 400 gram ấy, gãi dòng ngô nè, dòng cái bầu ha. Đúng rồi, mới gãi này năm bữa rồi nè. Mới gãi phân cao mới năm bữa rồi, sao có đọt ra rồi đó, gãi này năm bữa đó. Đi đọt cũng mạnh á, nếu mà gãi 5 ngày đi đọt là mạnh á. Gãi phân này năm bữa, cây nấm bự á, nấm bự nè. Nấm bự chắc hào hào chắc cỡ từ 400 gram bằng hơn không dưới đâu đó. Đây đó, khá là tuyệt vời bà con ha. Bữa nay là chú thấy cái lá nó cứng rồi nè. Lá nó cứng nó dày này, nhưng mà cái màu xanh này là chưa phơi, chưa phơi, cái màu xanh này chưa đúng cái gì cái bản chất của cái giống mà sầu riêng Thái. Lá nó phải xanh gì dùng mới được đó. Này mới tháng mấy này, cũng gần 2 tháng chứ không được 2 tháng. Đậu độ vậy đi, vậy mà nó phát triển ghê chưa, cái cua chà bá nè, thấy chưa, đậu độ Mỹ đủ sầu. Sầu riêng là phải sầu. Mình đâu có sầu chung được, mình chịu phải sầu riêng. Đây đó. Phát triển nè, những lưu ý nè, những cái nhánh nhỏ chơi nè. Mình phải ấy cái gì nè ha. Đừng cho được, nếu mà giờ em để cho đi cao như này là nó sẽ ấy luôn, mình đưa ra cho gì để phát triển chưa ra lần nữa thì mình ấy. Tại vì cái này đúng ra là nếu mà trường hợp nó gần với cái bo quá mình cắt bo, nhưng mà cái này nó nằm ở trên cái mắt ghép, trên mắt ghép để được ha, thì nó còn đúng nguyên thủy thuần của giống bố mẹ. Khi mà nó mọc ở dưới cái gốc ghép á mới sợ như này ha. Đúng rồi, mọc dưới gốc ghép rồi mình lại bỏ hết nha, cái đó là cây thực sinh thôi. Còn mấy này đậu tao thấy cái tao uống lên cái dễ chơi rồi không? Dạ. Rồi uống công cái dễ chơi rồi. Cái đó nữa. Tỉnh nhắm chân. Cây này đọt tốt nè, nói chung là mới gãy hữu cơ mới 5 ngày thì nó bắt đầu là nó phóng đọt. Thì lưu ý bà con ha, thì khi mà cái lá nó già mà nó vừa nhú đôi tôm như này nè, vừa nhú đôi tôm nhỏ thôi, thì bà con cứ đưa phân vô cho kia ha, hữu cơ con phải vàng. Thì cái này nè, còn phân nè, còn phân đúng không? Còn phân mới gãy năm bữa đấy, năm bữa còn. Thì nó sẽ phóng đọt nhanh thôi. Thì ngoài ra khi mà là mình gãy như thế vậy bà con, thì phân nó vừa tan ra rồi ha, thì bà con bổ sung vô chi ga là cái xô gì giọt đọt ga ghế sầu riêng chiên cho cây sầu riêng đó bà con ha. Thì một xô 20 kg, nếu bà con trồng diện tích nhiều thì bà con mua cái xô đó. Bệnh 20 kg trồng 4 kg humic đó. Còn nếu mà đất bà con có phèn nữa, cho trộn cho kia là gì vô cái cao cu kẽm ha, cao cu kẽm hoặc là cái nâng pH đất để bà con cải tạo lại cái pH để cho nó chuẩn. Mà pH chuẩn, đất không chua thì cái hệ rễ cây nó phát triển thôi bà con. Mà hệ rễ cây phát triển nó có dinh dưỡng tại chỗ người ta bón trước đó ha, thì bắt đầu là gì, cái rễ cây nó phải hút dinh dưỡng thôi, hút dinh dưỡng lên để nó nuôi lá, nuôi đọt, để cho cái cơ đọt cho nó phát triển được đồng bộ hơn đó bà con, cây chúng ta không bị sựng ha. Đồng thời phun trên lá, nó là bà con sẽ phun cho kia là chai vua giọt đọt sầu riêng đó. Thì cộng với cái amino combi và cái bo canxi ma nhầy kẽm hoặc là cái chai ma nhầy kẽm dạng nước ha. Nếu mà cơ đọt nó ra thì bà con sẽ phun cho kia, trộn thêm vô cho kia là cái sạch bộ trĩ 007 là chúng ta trị được con gậy xanh luôn ha bà con. Để ta bảo vệ được cái cơ đọt non nó ra, nó không bị gầy xanh, nó gây hại, bị nó quăng lại để cho cái cơ đọt nó ra cái lá, để cho nó bự, nó phè lá đó. Nãy giờ cũng ra chia sẻ cho bà con chúng ta, cũng như là chỗ anh em mình đó, cái này em ruột mình đó, cũng chia sẻ cho bà con một vài cái kinh nghiệm mà chúng ta khắc phục cái vườn sầu riêng mới trồng mà nó bị bệnh thì phần nào để cho bà con nắm rõ hơn cái kỹ thuật để cho áp dụng vào cây vườn càng trái của mình, trong đó có cây sầu riêng nha bà con, để cho cây nó phát triển được tốt hơn, được đồng đều hơn, cơ đọt nó được phát đều hơn đó. Thì Kia cảm ơn tất cả quý bà con theo dõi video của Kia đó. Thì Kia cũng xin hẹn quý bà con lại một video tiếp theo vào 18:30 hàng ngày quý bà con nha.